Hi, xin chào các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Lâu lắm rồi không làm video Q&A nhỉ. Thời gian gần đây kiểu hơi nhiều những cái ý tưởng khác nhau nên là tự nhiên mình bẵng mất cái Q&A này. Nên là ngày hôm nay mình sẽ tập hợp lại những cái câu hỏi mà mình đã trả lời, hoặc là mình hứa rằng mà mình sẽ làm hẳn một cái video Q&A để trả lời các bạn. Thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video Q&A lần này nhá. Chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi của bạn đầu tiên, đó chính là mùa đông ở miền Bắc siêu lạnh thì xịt nước hoa như thế nào? Ok, đây là cái quan điểm cá nhân của mỗi người nhá. Với mùa đông của mình ấy thì mình thường xịt nước hoa nhiều hơn mùa hè khá là nhiều. Tại vì với những cái mùi hương như kiểu mà chai Rosa Elysium nhá của mình, đó là một chai mình xịt hay đi tiệc tùng, đây ăn mặc như này chẳng hạn. Mình xịt Rosa Elysium thì mình sẽ xịt một phát vào cổ này, một phát vào đây, một phát đằng sau này, hai phát vào vai. Cái xịt này thì mình có xem qua ở kênh Jeremy Fagan và mình thấy rằng nó khá ok. Và nếu như các bạn cần rằng là các bạn khi các bạn di chuyển tay mà người thấy thì các bạn có thể xịt ở hai bên cánh tay nữa, hoặc là các bạn có thể xịt lên áo để mùi hương có thể tỏa tốt. Còn với những cái mùi hương nó dày hơn, với những nốt hương mùa đông như là gỗ kiếc, rượu, dùng thuốc lá thì mình vẫn xịt ba shot rất là quen thuộc, hai phát vào đây, một phát vào gáy và hai phát vào người nữa, mình sẽ không xịt vào tay. Đó, như thế là đủ để mình có thể ngửi thấy và người đi xung quanh mình tiếp cận mình cũng thể ngửi thấy. Tại vì những cái mùi mùa đông ấy, thì đa số là nó bám tỏa rất là tốt rồi. Nên là xịt như vậy mình nghĩ rằng là rất là phù hợp với mùa đông rồi. Câu hỏi tiếp theo của bạn hỏi mình là anh Kiên làm video so sánh 360 Red này, Versace Perhome, Aquamarine. Và bạn có hỏi thêm là chai nước hoa Light Blue Intense nữa. Thì với mình nhá, thì về mùi hương dễ ngửi nhất có lẽ là Versace Perhome, xong rồi đến 360 Red và đến Light Blue, rồi đến chai nước hoa Aquamarine. Tại vì Aquamarine với mình nó vẫn có một cái nét tanh của tảo cùng với Aquatic nên là mình sẽ xếp cuối cùng. Với chai Perhome thì nó khá là nịnh mũi nên là mình sẽ xếp đầu tiên. Và 360 Red rồi chai Light Blue thì nó xem nhau. Nếu như bạn nào thích giò thì các bạn có thể lựa chọn 360 Red, còn nếu như bạn nào thích Light Blue sạch sẽ thì các bạn có thể lựa chọn. Về cái độ bám tỏa và cái độ lưu hương thì có lẽ rằng là chai nước hoa Light Blue Intense là chai nước hoa bám tỏa tốt nhất trong 4 chai nước hoa ở đây. Tiếp đó sẽ đến là 360 Red, rồi đến Versace Perhome và Aquamarine. Aquamarine và Versace Perhome thì mình nghĩ là nó xem nhau. Tất cả những cái mùi hương này nó đều bám được khoảng tầm 6 tiếng. Còn 360 Red thì chắc tầm 7 tiếng, còn chai Light Blue thì tầm 8 tiếng, khá là ok. Về cái độ đa dụng của 4 mùi hương này thì với mình ấy, mình nghĩ đánh giá cao về độ đa dụng của Light Blue nhất vẫn là Light Blue thôi. Rồi đến 360 Red và đến Versace Perhome và Aquamarine thì sẽ xếp cùng vị trí số 3 với nhau. Tại vì với Versace Perhome thì mình nghĩ rằng là nếu mà xịt mùa hè thì có lẽ rằng là nó sẽ có một cái phần gì đó nó hơi khó ngửi một chút. Có lẽ xịt vào những ngày tối mùa hè thì khá là ok để đi hẹn hò. Còn với Marine thì phải bạn nào thích cái nốt aquatic mà thích cái nét tanh, nó có phần hơi kiểu phong trần thì các bạn có thể lựa chọn Aquamarine. Đó, và đó là cái phân tích nhanh của mình về 3 trường hợp thế thì để cho các bạn lựa chọn. Câu hỏi tiếp theo của bạn hỏi là CK One Shop và Burberry London thì nên chọn em nào? Thế là mình đã có hẳn một cái video làm top 5 mùi hương rồi về thuốc lá rồi. Mình đấy trong ngoài mình nói rất rõ từng mùi hương rồi, nhưng mà thôi tại vì bạn hỏi thì mình vẫn sẽ trả lời cho các bạn. Đó là với bạn nào thích một cái mùi hương thuốc lá nhẹ nhàng thôi nhá, nhẹ nhàng, dễ ngửi, rẻ thì CK One Shop nó là lựa chọn các bạn. Khi mà dưới 1 triệu đồng là các bạn thể sở hữu, nó cũng không quá nhiều thuốc lá đâu, nó rất là dễ chịu thôi. Nó là người kiểu mùi hương khởi đầu thôi, dành cho những bạn mới chơi nước hoa. Còn với Burberry London thì nó mang cái mùi hương thuốc lá nhiều hơn và nó phù hợp với những bạn nam trung tuổi tầm 23-24 đổ ra thì và các bạn theo xu hướng nó hơi trầm một chút, nó hơi hướng nội một chút, mùi hương nó cũng có phần hợp với phong cách kiểu giản dị ít nói thì Burberry London là lựa chọn cho các bạn. Và chúng ta có một cái câu hỏi nữa, đó là mình đang tính mua nước hoa tặng bạn nữ 24 tuổi làm văn phòng, thích những cái nốt hoa nhài không quá ngọt. Ok, làm văn phòng thì mình nghĩ rằng là cái việc thích những cái nốt hương hoa trắng như kiểu hoa nhài, hoa cam, hoa hệ thì nó rất là hợp lý thôi. Tại vì không quá ngọt nữa thì chắc là bạn này sẽ thích những mùi hương kiểu thoang thoảng, không kiểu quả, không kiểu gây sự chú ý. Thì ở phân khúc designer có khá là nhiều, như là YSL Libre, đó là một chai nước hoa mà mình nghĩ rằng là khá là ok và được rất nhiều người khen ở cái phân khúc
tầm 2 triệu, hơn 2 triệu một chút. Mùi hương nữa đó chính là Gucci Bloom này, cũng là một cái nốt hương hoa trắng, có lẽ có phần hơi trẻ trung so với tuổi, nhưng mà mình nghĩ rằng một trái bông hồng ok. Một cái mùi hương nữa đó là Celebrate của nhà Lush này, cũng là một cái mùi hương hoa cam khá là ok. Và ngoài ra thì chúng ta có Elixir của nhà Jo Malone này, rồi cao cấp hơn một chút thì rẻ nữa thì chúng ta có Sigrodina ở phiên bản thường, mình cũng đã có video review rồi. Và nếu như các bạn tìm một phân khúc cao, cũng là một cái mùi hương hoa trắng khá là sang, và chúng ta có List 41 của nhà Lilabo, thì đó là những cái mùi hương mà bạn nên tham khảo. Ngoài ra thì các bạn thể bạn nếu bạn này bạn có thể inbox trực tiếp cho mình thì mình có nhiều gợi ý hơn, tại vì bây giờ mình chỉ nảy được từng đấy mùi hương thôi để cho các bạn đi thử thôi. À đây, còn có một cái câu hỏi nữa về cái phần best code. Bạn có một bạn hỏi mình là cái best code mà chung một sản phẩm thì có giống nhau không? Thì cái best code này thì người ta sẽ sử dụng để đánh cái số, cái lô hàng người ta sản xuất ra. Thì trong một lô thì nó sẽ có rất nhiều chai, nó tùy từng đợt nó sẽ có mấy nghìn chai hoặc là mấy chục nghìn chai đấy. Thì toàn bộ những cái chai trong cái lô đấy thì họ đánh chung một cái best code. Như kiểu Quid chẳng hạn này, Quid Aventus chẳng hạn này, họ có lô riêng này, đánh mã các thứ đàng hoàng. Để sau này có cái vấn đề gì xảy ra nếu mà muốn thu hồi các thứ, như là kiểu MacBook hay là laptop ấy, mà họ muốn thu hồi thì họ sẽ căn cứ vào cái best code này này, hay là cái số email để người ta thu hồi. Thì nước hoa nó cũng như vậy thôi. Và câu hỏi cuối cùng của bạn hỏi rằng là kiểu mặc quần jean, bolo bụi bặm, phong trần quyến rũ thì lên xịt mùi gì? Thì mình nghĩ ngay đến chai nước hoa Tere de Hermes, rồi Dior Sauvage, rồi Cabin của nhà Prada này, rồi chai Spy Bomb. Spy Bomb phiên bản thường nhá, không phải phiên bản Extreme, Extreme thì nó hơi ngọt, của nhà Victor and Rope này. Và cao cấp hơn một chút thì chúng ta có Intoxicated của nhà Kilian này, rồi Back to Black, Black Phantom này, rồi Herod cũng khá là ok. Thuộc các thứ thì mà nó có cái vai gia vị các thứ thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với cái phong cách như của bạn. Và video Q&A hôm nay kết thúc tại đây. Các bạn có những cái câu hỏi gì thì các bạn hãy cứ comment ở dưới thì mình sẽ tổng hợp lại và sẽ trả lời ở trong cái số sau. Còn bây giờ thì xin chào lại, đi chơi đây, bye bye.